Zippo Chu Tần xin chào anh em nha. Hôm nay em về được vài mẫu xì lim xưa qua sử dụng còn rất là đẹp nên để phục vụ anh em nha. Cái đầu tiên là một cây ốp nhựa 1999, ốp nhựa hai mặt nha anh em. 1999 crom HB ốp nhựa hai mặt rất là đẹp. Cây này chưa cắn mốt luôn, liên lạc rất là đẹp. Gột trùng 1999 luôn ha. Những cái dòng ốp nhựa này thì anh em gỡ ra, gỡ ốp nhựa ra bên trong nó rất là đẹp và cây này rất là ít sử dụng luôn nè. Kingdom of Hawaii, đảo Hawaii của Hoa Kỳ nha. 350, 350 thôi. Cây thứ hai. Cây này cũng rất là ít gặp. Đây nó chỉ bị dơ thôi, dơ vệ sinh sẽ sạch nha anh em. Cây này được sản xuất vào năm 1989 EV, đáy lõm chủ đề Zippo khắc ăn mòn xin hãng nha. Cây này qua sử dụng rồi còn lướt nha, còn rất là đẹp, chưa có cắn mốt gì hết. Cây này được cái có âm thanh nha, âm thanh cũng đã. Ruột trùng DV nha, ruột trùng năm khác tháng. Cây này thì em xin phép giao lưu là cũng 350 luôn nha, 350. Cây này một cây xì lim xưa, anh em dán đầu bên đạo 1981 đầu Chúa Giêsu nha, anh em đi sai nha. Cây này được sản xuất 1981. Trên nắp nó có dăm tí xíu đây nha. 1981, một dạch sắt, một ngược. Cây này hấp đá à. À cây này cái ruột nó bị lai ruột rồi, lai ruột xa nha anh em. Cây này em để lại không có bán được. Lai ruột rồi nha. Cây này cũng một cây Hawaii khắc ăn mòn mã rơm HB nha, rơm bóng á, cũng sản xuất vào năm 1989 luôn, CV một ngược, Hawaii 1989 CV một ngược nha. Tình trạng là nó cũng còn rất là liên lạc. Giống này là giống dơ thôi nha, dính keo thôi, mình chùi sẽ hết thôi. Con này chưa cứng mốt luôn nha anh em. Con này âm thanh rất là ổn, 1989 âm thanh rất là ổn. Ruột trùng RV luôn, ruột trùng 5. Cây này thì cũng rất là ít sử dụng. Cây này em giao lưu với anh em là cũng 350 luôn nha, 350. Đây là một cây anh em design hình Phật lên. Cây này là cây xưa 1963 nha, 1963 đít lòi 2.1963. Thì anh em dán hình Phật lên nha. Cái này là anh em ở Việt Nam thiết kế, này em thâu là của khách. Cây này 1963 sọc dưa. Rất là đẹp. Bánh xe sổ chỉ chuẩn đời nha. Ruột có bát, số đăng ký bản quyền. Cái bát này thì tới năm 67 nó mới mất nha, mất cái dòng bát này. Ruột sổ chỉ chuẩn đời. Cây này thì em xin phép giao lưu là 500 nha, 500. Cây cuối cùng là một cây bản đồ sản xuất 1993, bản đồ Hoa Kỳ và quốc kỳ Hoa Kỳ nha. Cây này qua sử dụng lướt 1993. Ngay cái góc nắp này có cắn tí xíu nha anh em. Âm thanh rất là chát nha.
ruột trùng DIX1993 luôn. Cái này lưỡi gà rất là khỏe. Cái này 350 luôn nha anh em, 350. Hôm nay em lên cho anh em 6 cây ha. Anh em thích cây nào liên hệ em qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bảo xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều shipper sưu tầm hơn, phục vụ anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.